Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của Sàn TV. Chương trình tối hôm nay, ngày 26 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Bão số 9 xuất hiện, đang di chuyển nhanh hướng vào Biển Đông và sẽ mạnh thêm. Tạm ngưng tìm kiếm 12 nạn nhân Rào Trăng 3 vì mưa lũ trở lại. Tên cướp giả gái, dí dao ép chủ cửa hàng chuyển tiền. Thi hữu bé gái 6 tháng tuổi nút khuyên tay vào thực quản. Chủ tịch Samsung qua đời và chuyển tiền nông thừa kế. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực miền Trung có mưa to và nguy cơ lũ mới. Trong khi đó, ở ngoài khơi, bão số 9 với tên quốc tế là Molay đang di chuyển nhanh hướng vào Biển Đông và sẽ mạnh thêm. Lúc 1 giờ sáng nay ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão Molay ở trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giờ cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão cách đảo sông Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 11 đến 17 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 114 đến 120 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên khoảng 240 km về phía đông. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm 26 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa. Lực lượng cứu nạn cứu hộ tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 được lệnh ngưng tìm kiếm các nạn nhân và rút về Huế để đảm bảo an toàn vì mưa lũ trở lại. Chiều ngày 25 tháng 10, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do bão số 8 gây mưa lớn nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đã được lệnh tạm ngưng tìm kiếm các nạn nhân để rút quân về thành phố Huế, đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn. Theo kế hoạch, hôm qua dự kiến có một tổ công tác tăng cường của quân khu 4 và đội chó nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm, nhưng do mưa lũ xuất hiện trở lại phức tạp nên buộc phải tạm dừng. Tính đến ngày 24 tháng 10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được 5 thi thể, đưa ra khỏi hiện trường và tiếp tục các thủ tục xác định danh tính, bàn giao cho gia đình nạn nhân. Như vậy, hiện vẫn còn 12 công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 mất tích. Thưa quý vị, nam thanh niên 28 tuổi giả gái, mặc đồ phụ nữ, áo mưa màu hồng, đeo khẩu trang, rồi vào cửa hàng linh kiện điện thoại rút dao, buộc bà chủ chuyển khoản cho mình 50 triệu đồng. Chiều ngày 16 tháng 10, Lê Đức Linh mặc đồ nữ, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi dép và khoác áo mưa màu hồng vào cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường số 10, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Đối tượng giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ rút dao khống chế, ép bà chủ cửa hàng chuyển khoản 50 triệu đồng cho mình. Quá sợ hãi, người phụ nữ làm theo nhưng tài khoản chỉ còn 30 triệu nên chuyển hết cho hắn. Linh bắt nạn nhân quay mặt vào tường, bỏ lại đôi dép tẩu thoát. Camera an ninh xung quanh khu vực ghi nhận tên cướp da ngâm, cao chừng 1m65, vứt quần áo nữ tại bãi đất trống. Từ hình xăm trên cánh tay nghi can, cảnh sát xác định được danh tính nghi phạm. Tuy nhiên, hắn đã bỏ trốn về Thanh Hóa. Ngày 25 tháng 10, Lê Đức Linh, 28 tuổi, bị công an quận Thủ Đức di lý từ quê Thanh Hóa vào Sài Gòn để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ekip y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa cấp cứu thành công cho cháu bé 6 tháng tuổi do nút khuyên tai vào thực quản. Sáng hôm qua, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, ekip y bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho trường hợp hy hữu, bé gái 6 tháng tuổi bị hốc khuyên tai ở thực quản. Theo đó, chiều 24 tháng 10, bệnh viện tiếp nhận bé V, 6 tháng tuổi trong tình trạng quấy khóc, nôn ói, không ăn uống được. Bố mẹ của bé cho biết, sau khi bé được 3 tháng, gia đình có bấm lỗ tai và đeo đôi khuyên tai bằng vàng, đường kính 1cm cho bé. Chiều 24 tháng 10, bé nôn ói, khóc, gia đình phát hiện phần khuyên tai bên phải bị mất. Gia đình nghi bé đã dùng tay giật khuyên tai đưa vào miệng nuốt xuống thực quản nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi các bác sĩ kiểm tra, phát hiện dị vật hình tròn nằm tại đoạn thực quản có đường kính gần 1cm. Ngay lập tức, khoa gây mê hồi sức phối hợp cùng ekip bác sĩ khoa tai mũi họng tiến hành nội soi thực quản ống cứng bằng phương pháp gây mê tĩnh mạch để gấp dị vật. Hiện sức khỏe bé TV đã ổn định, ăn uống được bình thường. Thưa quý vị, chủ tịch Samsung Lee Kun-hee qua đời, vấn đề đầu tiên sẽ được nhiều người nghĩ đến đó là phân chia tài sản. Theo đó, cố chủ tịch Samsung có 3 người con và vợ hiện đang còn sống. Được biết, doanh thu các công ty con của Samsung trong năm 2019 là 326,7 ngàn tỷ won, tương đương 17% tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc. Các công ty chủ chốt của tập đoàn này là Samsung Life Insurance và Samsung Electronics. Cố chủ tịch Lee sở hữu 20,76% cổ phần của công ty bảo hiểm và là cổ đông cá nhân lớn nhất của Samsung Electronics với 4,18% cổ phần.
Một hãng thông tấn nhận định nhiều vấn đề pháp lý sẽ phát sinh sau khi ông Lee Kun-hee qua đời. Đối với các con ông, khối tài sản ròng hơn 20 tỷ USD của cha có thể khiến họ phải trả tiền thuế thừa kế đáng kể. Hiện vẫn chưa rõ ông Lee có để lại di chúc hay không và qua đời vì nguyên nhân gì. Theo đó, việc tái cơ cấu các công ty con của Samsung và vấn đề ai sẽ là người kế vị tập đoàn cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Ông Lee Kun-hee có 3 người con và vợ vẫn đang còn sống. Được biết, con gái lớn của cố chủ tịch Samsung hiện đang quản lý một chuỗi khách sạn thuộc Samsung. Người con gái thứ hai phụ trách quỹ phúc lợi Samsung. Người con trai duy nhất là Lee Ji-yeon hiện đang là phó chủ tịch Samsung Electronics, vốn được xem như con gà đẻ trứng vàng của cả tập đoàn. Theo đó, kể từ khi cha đổ bệnh năm 2014, Ji-yeon đã trở thành chủ tịch trên thực tế của cả tập đoàn và được nhiều người gọi bằng danh xưng Thái tử Samsung. Nhưng việc thừa kế quyền sở hữu cổ phần của ông Ji-yeon có thể gặp rắc rối pháp lý vì trước đó, người con trai này có dính đến một số lùm xùm pháp luật. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Shine TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!